Cristiano Ronaldo bị truyền thông Anh mỉa mai vì quả bóng vàng. Cristiano Ronaldo mới đây đã trở thành nạn nhân tiếp theo của tờ The Sun, tờ báo chuyên gia thổi bùng drama của giới siêu sao sân cỏ. Cụ thể, cây bút Mark Ewing, việc về đích vị trí Á quân ở Saudi Pro League là chưa đủ thuyết phục những lá phiếu ủng hộ Cristiano Ronaldo. Sau đó, người Bồ Đào Nha đã loại mình khỏi cuộc cạnh tranh giải thưởng cá nhân cao nhất của làng túc cầu khi thi đấu tại Ả Rập Saudi vào đầu năm. Do đó, danh hiệu này sẽ được trao cho Messi, dù đội bóng chủ quản hiện đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng MLS miền Đông. Trong đó, cây bút người Anh chắp bút một đoạn nhận định gây tranh cãi lớn. Và Cristiano Ronaldo tội nghiệp sẽ có bộ mặt như bị tát khi đối thủ không đội trời chung Lionel Messi khoe quả bóng vàng kỷ lục thứ 8. Tác giả bài viết cũng nêu ra nhận định, Erling Haaland có mùa giải kỷ lục với 52 bàn thắng cho Man City để giành cú hat-trick danh hiệu Champions League, Ngoại hạng Anh và FA Cup là không đủ để cạnh tranh. Messi lại đạt được điều đó sau 7 trận đấu cho Argentina tại World Cup. 4 trên 7 bàn của Messi tại giải đấu được ghi từ chấm phạt đền. Bỏ ngỏ khả năng Messi dự Olympic. Lionel Messi nhiều khả năng sẽ tái xuất sân chơi Olympic sau 16 năm kể từ lần anh tham dự và giành huy chương vàng năm 2008. Đáng chú ý, Messi có thể gặp lại Kylian Mbappe nếu đồng ý tham dự Thế vận hội. Khả năng này đang được bàn đến khi cả tuyển Olympic Argentina lẫn chủ tịch Ủy ban Olympic Thomas Bach tiết lộ. Ông Bach nhấn mạnh, sẽ thật tuyệt vời nếu Messi có thể thi đấu tại Olympic Paris. Thế vận hội là cái đích quan trọng của nhiều ngôi sao bóng đá như Kylian Mbappe. Đối với Messi, điều đó đồng nghĩa với cơ hội viết lại lịch sử. Nhiều khả năng nếu đồng ý và Argentina có vé, Messi sẽ trải qua một mùa hè cực kỳ bận rộn, bởi anh sẽ cùng đội tuyển Argentina sẽ dự Copa America tại Mỹ từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Hai tuần sau đó là Olympic. Quãng nghỉ này có lẽ là không đủ để Messi hồi phục thể lực. Chưa kể câu lạc bộ chủ quản Inter Miami có lý do để từ chối anh tham dự Olympic Paris vì đây không phải là giải đấu thuộc hệ thống của FIFA. Trong khi đó, Mbappe xác nhận sẽ tham dự Thế vận hội trên sân nhà. Anh được coi là quân át chủ bài nhằm giúp cho Pháp hướng đến tấm huy chương vàng. Sát cánh cùng anh sẽ là hai ngôi sao khác, những người đã từng vô địch World Cup 2018 là Raphael Varane và Hugo Lloris. MU làm ăn thua lỗ. Kết quả báo cáo tài chính mới đây cho thấy, MU đạt doanh thu là 684,4 triệu bảng Anh ở mùa giải 2022-2023. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của một đội bóng Anh. Mặc dù vậy, nửa đỏ thành Manchester vẫn lỗ 42,1 triệu bảng mùa bóng trước. Với kết quả tài chính bết bát như vậy, đây là lần đầu tiên sau 7 năm, gia đình Glazer cùng các cổ đông khác sẽ không nhận được cổ tức. Hiện tại, tổng quỹ lương hàng năm của MU đã giảm từ 384 triệu bảng xuống còn 331,4 triệu bảng. Điều đó có nghĩa rằng họ không còn là câu lạc bộ trả lương cao nhất Premier League nữa. Theo các chuyên gia, quỹ lương của Red Devils ở mùa trước thấp hơn nhiều so với Man City, Liverpool và Chelsea. Hiện tại khoản nợ dài hạn của MU vẫn ở mức 507 triệu bảng. Chuyên gia phân tích tài chính bóng đá Kieran McWhite cho biết, MU vẫn đang làm ăn thua lỗ, nhưng ít nhất con số đó vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 150 triệu bảng vào mùa bóng 2021-2022. Tin tốt là tiền lương chỉ chiếm 51% thu nhập. Tin xấu là các chi phí khác, đặc biệt là khấu hao chuyển nhượng cầu thủ cao hơn 50 triệu bảng so với hai mùa giải trước. Quỹ lương của câu lạc bộ cũng sẽ tăng đáng kể ở mùa giải 2023-2024 do họ được tham dự UEFA Champions League. Erik ten Hag đón tin vui từ hàng thủ. Theo truyền thông Anh, sau Sergio Reguilon, MU sắp chào đón sự trở lại sau chấn thương của Aaron Wan-Bissaka. MU là đội bóng tại Premier League chịu tổn thất lực lượng lớn nhất từ đầu mùa đến nay, đặc biệt là ở hàng thủ. Từ đầu chiến dịch 2023-2024, 6 hậu vệ của Quỷ Đỏ đã và đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, đó là Varane, Lisandro Martinez, Valencia, Reguilon, Luke Shaw và Wan-Bissaka. Sau Varane thì Reguilon cũng vừa tái xuất. Cụ thể thì hậu vệ người Tây Ban Nha trở lại ở trận MU thắng Copenhagen tại Champions League cách đây 2 ngày. Theo tờ Daily Mail, sau Reguilon, MU nhiều khả năng sẽ chờ đón sự trở lại của Wan-Bissaka. Những ngày qua, hậu vệ 25 tuổi đã trở lại tập luyện trên mặt cỏ tại Carrington. Một số nguồn tin cho rằng Wan-Bissaka có thể ra sân ngay derby Manchester cuối tuần này. Tuy nhiên, tờ Daily Mail khẳng định huấn luyện viên Ten Hag không mạo hiểm dùng hậu vệ 25 tuổi ở trận tiếp đón Man City vào ngày 29 tháng 10. Tờ Daily Mail cho hay, quá trình hồi phục diễn ra đúng kế hoạch thì Wan-Bissaka có thể sung trận trong 10 ngày tới. Nhờ khả năng cựu hậu vệ Crystal Palace sẽ sẵn sàng cho trận làm khách Fulham ở vòng 11 Premier League vào ngày 4 tháng 11. Trước khi Daily Mail loan tải thông tin trên,
huấn luyện viên Ten Hag cũng tiết lộ Wan-Bissaka và Luxor sắp bình phục chấn thương. Ông nói, họ sắp trở lại, riêng Luxor, tôi nghĩ cậu ấy chưa sẵn sàng cho những trận tới. Còn Wan-Bissaka, theo tôi thì cậu ấy sẽ tái xuất không còn xa nữa. Từ đầu chiến dịch này thì Luxor chỉ đá có 2 trận, còn Wan-Bissaka chơi 5 trận. Hậu vệ 25 tuổi lỡ 8 trận gần nhất của Quỷ Đỏ vì chấn thương gân khoeo gặp phải ở trận thua Brighton vào ngày 16 tháng 9. Arsenal nhận cú sốc từ Jesus và Partey. Theo lịch thì Arsenal sẽ đón tiếp Sheffield United vào lúc 21 giờ đêm nay. Đây là trận đấu thuộc vòng 10 của Ngoại hạng Anh. Trước trận đấu tại Emirates, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tham gia buổi họp báo vào hôm nay. Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã công bố tình trạng của Gabriel Jesus và Thomas Partey. Theo Mikel Arteta, bộ đôi này dính chấn thương và phải nghỉ trong một thời gian. Ông nói, đối với Gabriel Jesus, kết quả chụp chiếu cho thấy cậu ấy bị chấn thương cơ và chúng tôi có thể mất cậu ấy trong vài tuần nữa. Về trường hợp của Thomas Partey, cậu ấy cũng dính chấn thương cơ và sẽ ngồi ngoài vài tuần. Đáng chú ý đây là lần thứ hai Gabriel Jesus và Thomas Partey dính chấn thương ở mùa này. Trước đó thì Jesus lỡ giai đoạn đầu mùa giải với chấn thương đầu gối. Tuyển thủ người Brazil vừa dính chấn thương mới ở trận Arsenal thắng Sevilla tại Champions League cách đây 2 ngày. Về phía Thomas Partey, sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, tuyển thủ Ghana tái xuất ở trận đấu gặp Man City 1-0 tại vòng 8 Premier League. Ngay sau đó, cựu sao Atletico Madrid lại gặp chấn thương mới. Mất Thomas Partey, đặc biệt là Gabriel Jesus, là tổn thất vô cùng lớn với Arsenal, bởi lẽ cả hai đều là nhân tố quan trọng của pháo thủ. Riêng Gabriel Jesus, cựu tiền đạo của Man City đã ghi 4 bàn và có một kiến tạo ở 11 trận trên mở đấu trường mùa này. Vua thẻ đỏ cầm còi trận derby Manchester. Ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, trận đấu được chú ý nhất là màn so tài giữa MU và Man City lúc 22:30 ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 10. Theo xác nhận của ban tổ chức Premier League, trọng tài Paul Tierney sẽ điều khiển trận đấu này cùng hai trợ lý là Neil Davies và Scott Ledger. Trọng tài điều hành VAR là ông Michael Oliver. Trọng tài Paul Tierney được gọi là vua thẻ đỏ vì đã chốt quyền thi đấu 3 cầu thủ ở Premier League mùa này dù mới điều khiển 5 trận đấu. Ngoài ra, ông cũng đã rút ra 22 thẻ vàng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trọng tài Paul Tierney được giao nhiệm vụ điều khiển trận derby Manchester giữa MU và Man City ở Premier League. Ở FA Cup, ông từng điều khiển trận chung kết giữa MU và Man City hồi tháng 6 vừa qua. Paul Tierney, năm nay 42 tuổi, là trọng tài FIFA từ năm 2018. Ông đã cầm còi ở Premier League từ năm 2015 tới nay, được xếp vào hàng ngũ những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất ở giải đấu số 1 nước Anh. Trong quá khứ, Paul Tierney đã điều khiển 20 trận đấu có sự góp mặt của Man City tại Premier League. Kết quả là dàn sao The Citizen chỉ để thua duy nhất một trận, đó là thất bại 1-2 trên sân của Newcastle hồi tháng 1 năm 2019. Còn lại, thầy trò Pep Guardiola giành 18 chiến thắng và 1 trận hòa. Ngoài ra, Paul Tierney cũng từng điều khiển 18 trận đấu của MU ở Premier League. Kết quả là Quỷ Đỏ thắng 11, hòa 3 và thua 4.